Hôm nay mình đi về nhà bè mọi người ạ, để xem bất động sản ở khu vực nhà bè mình như thế nào nha. Hiện tại thì mình đang về tới Phú Xuân nhà bè rồi, giờ mình đang chạy qua đường Quỳnh Tấn Phát. Ở dưới này thì mình nói trong năm vừa qua thì rất là nổi mọi người ạ, rất là sôi nổi, là cái gọi là cái bất động sản ở dưới này rất là nóng luôn. Nhà ở dưới đây thì toàn là những cái căn nhà đẹp không à, cái giá thì rất là cao. Thì mình cũng có review một số cái căn nhà ở khu vực nhà bè này rồi, thì mọi người có thể vào ở trong cái phần video của mình xem nha. Bán cũng có, cho thuê cũng có. Bán thì giá khoảng 4 tỷ là đã có một căn xe hơi quay đầu hoặc là chạy vô nhà được luôn nha mọi người. Thì cho thuê thì dưới này thì tầm khoảng 10 cho đến 15 triệu thì có một căn nhà rất là đẹp luôn, ưng ý lắm. Ở trong cái hẻm 1806 này là hẻm Bà Cả, thì mình chạy vô trong này trước để cho mọi người xem nha. Ở trong này thì hồi lúc trước mình có dẫn cho mọi người xem một cái căn nhà là ngang 6,5 m và 6,5 m, diện tích một lầu, thì giá của nó là 1,2 tỷ mọi người. Ở trong này thì cũng có một số cái tuyến đường gọi là rất là hot nữa. Trong này thì nhiều nhà cũng lớn và đẹp hoành tráng lắm. Lát nữa thì mình sẽ vòng qua bên ở phía dưới Omeli, rồi khu B, khu C. Tại vì nó nằm ngược đường mấy bên trái mọi người, thì bây giờ mình chạy trên này xuống thì mấy bên phải thì nó sẽ nghịch đường, thì lát nữa mình vòng trở lên đó thì mình quay cho mọi người. Trong hẻm này thì chỉ có cái số 109 này thì là cái đường nó nhà nó ngon thôi. Đây mọi người thấy những cái căn nhà này rất là đẹp luôn. Giờ đi vào sâu bên trong, đa số dưới nhà bè này thì cái đường rất là đẹp, đường đa số đường rộng, đường xe hơi không à. Tại vì cái nhu cầu của người ta là bây giờ là mua nhà là phải có cái đường xe hơi người ta mới mua, chứ không thôi người ta không có mua. Hết rồi mọi người, giờ mình sẽ hoành ra. Cái căn nhà này rộng mà có cái sân cái bên đó, đẹp quá. Ở trong này nhà mọi người nhìn vậy thấy chứ tầm giá dao động của nó là khoảng 5 tỷ mấy cho đến 6 tỷ mấy không. Có căn nhà bên đó 3,5 m nhân cho 15 thì nó khoảng 3,5 m nhân cho 15 đó thì nó khoảng như trời 4 tỷ 850 mọi người. Đây những cái cao này cũng mới xây nữa nè, rất là đẹp. Đây là căn mới xây với giá khoảng 6 tỷ một căn, 6 tỷ rưỡi một căn mọi người ạ. Đường thì rất là rộng. Ở đây có mấy căn đồng sở hữu nữa đây mọi người. Đây có một số căn đồng sở hữu đây nè. Nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cái tỷ một căn mọi người ạ. Đây nữa nè mọi người.
Thì bữa mình có review bán căn ở trong này nè, nhưng mà 1.2 tỷ nhưng mà chưa có khách, đường vô có 1 mét. Rồi nói chung ở nhà trong đó rộng, 6m rưỡi x 6m rưỡi. Bây giờ mình sẽ chạy đi ra bên ngoài. Mình sẽ chạy ngược ra đường Huỳnh Tấn Phát lại. Huỳnh Tấn Phát này là thuộc thị trấn Nhà Bè mọi người ạ. Hôm nay mình đi khu vực Nhà Bè nha. Khu vực Nhà Bè này thì tầm 1 tỷ mấy là chỉ mua được nhà đồng sở hữu mọi người ạ. Bây giờ nhà cửa giờ giá hơi cao quá so với cái thu nhập của cái người lao động thì cao quá rồi. Có mua nhà lắm, năm để dành được 100 triệu đi, 10 năm để dành được 1 tỷ. 10 năm nó dành được 1 tỷ thì lúc 10 năm sau thì giá nhà nó lên gấp 10 lần. Thì mọi người biết như thế nào rồi đó. Thì bởi vậy tối ngày đi thuê nhà ở không à. Ở mấy bên kia đường á mọi người thấy bên đó là văn phòng công chứng toàn cầu, được hẻm đó là hẻm 1919 á. Còn cái nơi chính hẻm bên đó là hẻm cũng đang sung lắm á. Nhà bên đó toàn là 7, 6, 7, 8 tỷ không à. Bây giờ mình sẽ chạy về chạy xuống cái khu vực ở dưới này. Khu vực ở dưới đây thì có khu dân cư Anh Tuấn, khu dân cư Nhà Bè, khu dân cư Phú Xuân, nhiều lắm. Rồi khu dự án Omeli. Hai xe đua với nhau. Quẹo gì chạy gì lạ trời. Đây nay thanh long bán quá trời luôn mọi người. Sầu riêng hai bên đường bán quá trời luôn, không có xuất được qua Trung Quốc rồi nên để ở Việt Nam bán luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi chạy vô trong cái khu dân cư của Hằng gì nè, Phú Xuân. Bây giờ mình sẽ chạy vô khu dân cư Phú Xuân mọi người. Phú Xuân này thì nhiều nhà to bự lắm. Đây khu dân cư Phú Xuân đây nha mọi người. Giờ hẳn vô trong đây dự án đất trống còn nhiều lắm. Ở trong này giá bây giờ của nó là khoảng trên 30 triệu mét vuông hết rồi. Mà năm rồi 2019 thì mình bán lô trong này nè 28 triệu mét. Nhưng mà khúc ở trong, còn khúc ngoài đây thì ba mấy triệu mét rồi. Đây có mấy căn biệt thự mấy bên tay phải đây. Có nhiều căn
thường. Ai sở hữu căn này mà quá dễ dữ dằn. Nè cái đường dự án này, cái đường dự án quá dự rộng luôn. Đây có sân banh nhân tạo. Dự án khu dân cư Phú Xuân này thì giờ còn vắng lắm, buổi tối ít người đi lắm. Tại vì mọi người thấy không, nhìn trồng trồng toàn là cây cỏ không à, chưa có nhiều người ở. Ở đây đa số là đầu tư về không à, đầu tư kiếm chút đỉnh xong rồi lại bán, đầu tư xong kiếm chút đỉnh xong vài trăm triệu xong rồi lại bán tiếp, cứ vậy hoài đó mọi người. Hiện tại thì mình đang chạy trên cái đường số 2. Lúc trước mình bán cái lô đó mình nhớ coi là đường số 11 đây nè, bán cái lô đường số 11 cái trong này nè. Ở đây có căn biệt thự, có cái tầng hầm đẹp lắm. Đây là căn biệt thự này nè, à căn biệt thự quá đẹp luôn. Này hồi lúc xưa mình hồi năm rồi mình bán lô ngay đây nè. Ở đây là ngay cái cột này nè, mọi người nhìn thấy cái cột phân lộ giới không? Đây đi lên đây nhá, là 5 thước 5 giờ 20, thì bên đây đầu đích cái bên kia. Bên này ở đây cũng xây lên cũng một số căn rồi. Ở đằng kia cái ngay chỗ đường đâm á, mọi người thấy không, có cái xe màu đỏ đó cũng mới xây. Với mình trên đảo một vòng khu bên đây nha, nó căn biệt thự này nè. Căn biệt thự này thì mới xây trước, còn cái căn ở đằng đó thì xây sau. Để mình chạy vòng xuống dưới này. Bây giờ đất ở dưới này ở cuộc nhà mẹ về thôi chứ mắc lắm. Giờ phải tính là ba trung bình ở trong này đi, tính 30 triệu một mét đi. 30 triệu một mét mà 100 mét vuông thì là 3 tỷ. Căn lô gốc thì cũng đẹp quá. Lô gốc thì nó được hai mặt tiền nhưng mà ngược lại thì nó sẽ bị lộ giới. Căn gốc quá trời đẹp luôn. Trồng mấy chiếc xe hơi luôn. Đây dự án quá trời. Đường đất. Đa số xây nhà ở không à, còn đất trống thì toàn là đầu tư, đầu tư bán hoặc là mua để dành, mua để dành cũng nhiều. Mấy bên đó toàn là nhà đẹp đẹp không à. Cái lô ngoài đây thì ba mấy triệu mét không à, có một số người ta cũng đi xem nhà tất tùm lum. Mình thì không có chuyên ở dưới này lắm, mình chuyên quận 7 nhưng mà cũng có nắm mấy lô, thì ai có nhu cầu thì mình sẵn sàng tư vấn. Thế dòng cái đường số 7 này thì ra không biết có ra được Huỳnh Tấn Phát không, chắc được. Dòng đường số 7 này thì lát nữa quẹo lên đường số 2. Đường số 2 thì ra chỗ cái đường hồi nãy mình vô á, cổng đó là chính luôn. Đây đường quá trời luôn, nhà đa số nhà xây ở không à, đất thì đất đầu tư. Đúng khu dân cư luôn mọi người ạ.
rất chạy đường xá rất là mát mẻ, không có ồn ào mà nó thanh tịnh nữa. Nhà toàn nhà đẹp không, diện tích thì rộng 50, ai giàu chút thì mua 2 lô xây lên căn biệt thự ở Dưỡng Già. Trang này cây cối quá trời luôn, có cây sơ kê nữa, quá trời đẹp luôn. Nếu bẹo ra đây thử coi. Đây đường cũng đẹp quá trời luôn, cây xanh quá trời luôn. Hạ tầng đồng bộ hết trơn rồi. Điện là toàn điện âm luôn nha mọi người, chứ không phải là điện trên trời. Điện điện âm hết trơn. Giờ sẽ vòng ra xong rồi mình sẽ chạy về khu Đào Tông Nguyên. Đào Tông Nguyên là coi C. Mấy cái dự án dưới dự án Omili nha. Bây giờ mình sẽ vòng xuống dự án Omili. Này nướng cá lóc. Cũng gầm. Hôm nay gầm Khánh Viên. Bán bông quá trời. Xe này không biết phải nãy xe chiếc nãy lượn trước mặt không nữa, chứ không phải đâu, số hay khác rồi. Chạy xuống dưới này thì vòng qua đường Nguyễn Bình luôn á, Nguyễn Bình cái chạy xuống Cần Giờ được luôn. Ai mà đi Đậu Khỉ Cần Giờ đi đường Huỳnh Tấn Phát nha, chạy xuống thẳng rồi qua phà rồi qua gần sát xong rồi tới mấy cái đường mà nó chỉ á, rồi không nhớ nữa. Hồi đó giờ đi có một lần không nhớ đường đi thì cứ đi thẳng mọi người xuống qua bên đó thì người ta hướng dẫn tiếp. Mình đang sử dụng cái chống rung bằng tay nha, chống rung tay trái, bởi vậy nó không có được êm lắm, nó hơi giật tại tay ăn chân gà nhiều quá nó gung. Ở Hồ Chí Minh thì đây thì mấy cái kho xăng dầu dưới này thì cung cấp ở trong toàn thành phố mấy vùng lân cận luôn. Nay mua xăng thì qua mấy cái kho bên đây nè, qua kho B, kho C, có 3 cái kho. Nãy vô nhà kia mà quên chụp cho mọi người xem cái mấy cái bồn của kho Ban Ki, đứng nhìn là thấy sát bên luôn á. Dự án anh Tấn là vừa qua rồi. Mọi người đó thấy không, chung cư anh Tuấn cũng về nhà bè hỏi ai cũng biết chứ, cũng nổi tiếng lắm.
cái giữa cái đường Ô Mê Ly đó mất tiêu rồi, như mình chạy qua luôn rồi mọi người ơi. Thôi lỡ rồi, hướng dẫn mọi người đi Cần Giờ luôn đó, có mấy anh giao thông à. Đi Gần Giờ thì đi thẳng đường Huỳnh Tấn Phát qua phà, mình hướng dẫn mọi người chạy thẳng đường Huỳnh Tấn Phát thì tới phà thôi nha, mình không có qua. Xong rồi mình quành lên, mình đi khảo sát bất động sản tiếp. Nếu như mà mọi người mà không có muốn đi xe thì đi xe buýt, đi xe số 20. Xe số 20 thì đi từ Bến Thành về tới dưới Bến Phà đi Cần Giờ luôn nha. Đi xe số 20 hình như là học sinh á, thì có thẻ học sinh á thì đi 2.000. Hồi mấy hồi là còn hồi là sinh viên đó mọi người, mình đi có 2.000 à, đưa cái thẻ sinh viên ra đi ở đâu cũng 2.000 hết trơn á, mà mỗi tiếng nha, tiếng thứ hai là cứ 2.000 thì tính mà mỗi tiếng vậy là 2.000 chứ không phải là đi khắp mà 2.000. Ra đường Huỳnh Tấn Phát thì rất là dài, để coi số của nó là lên tới số 2006 rồi, 2662 rồi, 2662 thì chạy chút xíu nữa rồi mình nghĩ chắc cũng cỡ lên gần 3.000, 2008, 2009 gì đó. Ở trong hẻm 2680 này là có cái chùa lớn lắm, quá trời đông luôn, mà mình không có đi ở dưới này nên cũng không biết là chùa gì đó. Mà hôm bữa có đi xe miếng đất ở trong đó thì giáp chùa thì xung quanh ta bán quá trời luôn, bán đồ cúng đó. Cuối đường rồi nha mọi người ơi, thì chiếc xe buýt số 20 thì chạy tới đây nè, tới đây xong rồi cái mọi người đi bộ lại đây xuống phà đó, phà đó là đằng kia đó mọi người thấy không, bảng xanh xanh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích đó, Bisco đó. Đó chạy phà, xe máy thì chạy làng trong nha, xe ô tô ID ô tô chạy làng ngoài. Xe buýt số 20 thì mấy anh đây đó, trong đó đó, bây giờ mình sẽ quành lại đó, ai đi Cần Giờ thì qua đó, giờ mình quành về không có đi Cần Giờ. Bây giờ thì mình sẽ chạy ngược lên trên, đi quên đây đem theo cái cây quay mọi người ơi, cầm tay mệt mỏi quá.
xe biển số 36, xe chạy từ Thanh Hóa vô trong này dữ vậy. À, đi từ Thanh Hóa vô trong này đi còn chờ đó mọi người, ghê không? Cái này thì còn đất trống cũng nhiều lắm. Chạy lên núi luôn. Chạy hoài thôi không thấy tới đâu hết trơn. Bên đó là đường Nguyễn Bình mọi người. Tại đường Nguyễn Bình bên đó là ủy ban bên đó nè. Ban chỉ huy quân sự cũng bên đó luôn. Tòa án, thuế đồ là qua bên đường Nguyễn Bình hết nha. Ai mà giao dịch ở Nhà Bè là cứ qua Nguyễn Bình. Còn chứng đồ cũng có đầy đủ bên đó luôn á. Cua này là tới kho xe. Kho xe thì ở trong đó thì mình sẽ cho mọi người xem một số căn Omeli. Omeli đẹp lắm. Ngang diện tích của nó cũng rộng lắm. Đây mình chuẩn bị quẹo ngay chỗ cái Bách Hóa Xanh nè. Quẹo vô đây, quẹo vô đây là đường này là đường Đào Tông Nguyên. Đào Tông Nguyên á thì gọi là hay gọi là kho C á, kho B á Đặng Nhữ Lâm. Còn kho A là Dương Cát Lợi. Thì ai muốn đi cái chỗ nào thì đi đường đó thôi. Đây dành thẳng vô chỗ này nhà cửa chỗ này cũng đa số to đẹp bự bự không à. Đây gọi là khu dự án Omeli nè mọi người. Nhà rất là hoành tráng luôn, rất là đẹp, căn nào cũng đẹp. Đó, nhà 2-3 tấm mà ngang 5m, rộng 20, 18-20.
giờ sẽ chạy đảo một vòng nha, trong đó có mấy căn giống nhau, trong đó là nhà đồng sở hữu mọi người. Giờ mình sẽ chạy thẳng vô đây chớp bán nhà. Căn này ở lúc trước 58. Khu dưới đây là 5 tỷ mấy không nha. Ai muốn mua căn nào xuống đây mua. Dạ, ở đây nhà đồng sở hữu ngang 3 mét, dài cũng 14-15 vậy đó. Dưới này thì có cái công viên mini. Vòng qua đây, đây cũng có mấy căn. Căn có bông hoa giấy đẹp quá. Giờ sẽ đảo lên trên này lại. Dưới này cũng có mấy căn đồng sở hữu quá trời luôn. Mình dạy xích lên trên này, nhà cũng quá trời đẹp luôn. Nhà quá trời đẹp luôn. Người thấy không, nhà được thiết kế rất là hiện đại, cổ điển, sang trọng, nói chung là không có chê vào đâu được hết trơn á. Đây trong đó, đây là cái phè ngoài, phía ngoài cầm 6 tỷ xuống đây mua 1 căn. Dưới đây thì toàn tầm 5 tỷ mấy 1 căn. Giờ có xe rồi. Mé bên kia thì cũng có mấy căn nhà, mé bên kia hẻm 67. Hôm trước mình có review 1 căn ở đầu hẻm 67 này nè. Anh chủ nhà anh mới bán được rồi. Căn màu xanh xanh ở ngoài bìa này nè mọi người, 4 tỷ 2, ngang 5 mét, giờ 11. Giờ mình chạy đi vô trong. Đây thì cũng có quá trời căn đẹp luôn. Cũng có mấy căn to bự quá trời luôn. Mấy căn hoành tráng quá trời luôn. Đó, mình chạy vòng ra ngoài. Ngắn quá à, dài có 10 11 mà chắc bằng với diện tích vừa dài của cả ngoài đây quá, dài 10 mét rưỡi, tính ra cũng ngắn quá à. Dạ, có chiếc xe hơi để không biết để ở đâu. Đây xe chở xăng dầu. Có xe. Giờ sẽ chạy vòng ra lên trên cầu E. Phải có cái trống gùng ngon quá trời ngon.
cầm tay quá trời, người ta mỏi rồi. Tiêu dòng ra cho mình đứng phát giờ chạy lên với chiếc xe bồn này. Trong đây là gì vậy ta? Chạy vô thử. Trên đây là dự án của hàng nào mà ở trên bên xe mình chạy xuống, mình chạy ngược lên. Đây là căn hộ, hình như trên này là khu anh Tuấn. Trên này nhà cũng quá trời đẹp luôn. Quá trời luôn. Còn dòng như trong này nữa chứ. Ủa đây là khu nào vậy ta? Cái công viên này cũng có lý quá. Nhà đây đa số nhà đẹp đẹp không? Nhà đây là mọi người mấy cái bồn mà xăng dầu á, lúc lúc đằng kia đó mọi người thấy không? Khu vòng đây chắc khu anh Tuấn quá. Đó mọi người, cái bồn xăng dầu á. Xíu rớt điện thoại mọi người ạ. Còn xăng dầu vậy là cái cửa trên đó là cái cửa kho B rồi. Đó, còn xăng dầu rất là bự. Chú cha ơi, nó bự. Giờ sẽ dòm thử xuống cái này coi. Tới đây là coi địa chỉ nó là cái gì. Đào Tông Nguyên. Đào Tông Nguyên. Vậy là cái khu nãy mình chạy vòng lên. Trong đây cũng nhiều nhà đẹp quá. Giờ mình sẽ vòng chạy vòng. Công viên đây ta đang vớt cái gì dưới đó. Đây giờ dòng ra. Vậy là cái đường trên này nó thông ra đào Tông Nguyên kho C. Cái chung cư Sài Gòn mới. Vậy là ở đây là Sài Gòn mới nha mọi người. Đường đi vô Sài Gòn mới.
giờ mình sẽ chạy lên 2295. Hẻm 2295 cũng là một trong những cái hẻm rất là hot. Đây hẻm 2295. Tên tên tàn. Hẻm này cũng có nhiều nhà lắm. Nhà đẹp đẹp quá. Đây mọi người thấy nhìn hai bên nè. Hẻm này thì đương nhiên là mắc khỏi nói luôn. Vô lúc dân này vô đó còn sâu dữ nữa đó, đây nhà của quá trời luôn nè, năm đi mấy căn không mọi người, lâu lắm rồi mới chạy vòng vô 2295. Đây mới xây căn đây. Đây mới lắng. Mới lắng chỗ này nữa. Mới lắng mấy bụi về nước. Sau trong 295 sẽ 74. Sẽ 12 thì nó còn nhiều nhà nữa. Chạy hẳn vô trong này. Nhà trong đây thì tỷ mấy căn. Cái đường nãy nó thông lên 295. Cái đường hồi nãy mình đi. Mọi người thấy mấy căn nhà hồi nãy bên đó không? Nãy mình mới vừa đi bên chỗ Sài Gòn mới á. Sài Gòn mới. Qua bên đây. Đây là không qua hẻm 295. Bây giờ mình sẽ vòng chở ga. Đi vòng vòng cũng về chỗ cũ. Đây có mấy con bò. Tôm bò à. Đường này mới nâng. Hồi lúc xưa mình đi vô đây đâu có nâng đâu, mới nâng thì nè. Nó nâng chắc phải trước lớp đó. Chạy thẳng vô. Chạy thẳng 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 thẳng. Đây là móng tàu. Nước xanh biếc, không có bị ô nhiễm môi trường. Ở đây vườn quá trời luôn, sân vườn quá trời luôn. Mình sẽ quẹo qua bên hẻm Nguyễn Thị Hương. Nhớ chỗ này có cái đường thông qua mất tiêu. Ở đây nhớ có cái đường nhỏ mà để thông qua bên kia. Đây chỗ nhà đang kéo cửa cuốn. Đây đường nhỏ thông qua Nguyễn Thị Hương.
Đây nhà quá trời, nhà giống nhau không à mọi người. Đây là đường Nguyễn Thị Thương, thông qua đường Hồ Chí Minh. Nó có cái karaoke đẹp quá trời luôn. Chạy vô đây là thông lên trên đường 3B. Nước đang lớn. Đây thì cũng có mấy căn nhà đang bán quá trời luôn, giống nhau mặt tiền Mỹ Thi Hương này giá khoảng 6 tỷ mấy cho một căn nhà đẹp chứ bán liền. Nhà đường này cũng mới vừa nâng trước Tết nha, rất là đẹp. Mình cũng đang kêu bán với giá là 5,8 tỷ. Đây mọi người, 5,8 tỷ nha. Ngang 4 và 17, một trệt, hai lầu, sân thượng, trường cu, kế bên đang xây. Đường này rất là sạch sẽ, mấy trong này thì chưa chám, để mình quẹo vô bên trong mình coi. Ở trong đây thì còn nhiều lắm, nhà trong đây quá trời luôn. Có quán cà phê rất là đẹp. Đằng kia có đồng nghiệp. Mình quẹo ra ngoài đường này. Trong mé trong này thì chưa có chám nên nó hơi lõm chõm chút xíu. Căn này thì bữa trước mình review cho mọi người xem á, căn này 3,9 tỷ nha, 5,48 nhân cho 11, hai lầu, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, xe hơi vô nhà. Bây giờ mình sẽ dòng lên kho B. Đường này là đường thông lên kho B mọi người ạ. Cái bức tường bên đây là cái bức tường ở bên chỗ mấy cái kho phân cách đó. Còn mấy bên này, mấy bên trái thì là nhà dân.
đây cũng đang lớn rồi, nước xanh biếc ha, nước xanh biếc, nó gồng xuống là thấy nó dơ liền à, quá trời gác luôn, nó động lại à. Kho B mọi người, nó xăng dầu, kho xăng dầu kho B không có vô được. Giờ chạy vòng ra Kinh Đông Phát. Con chiếc đang chạy vô. Đây xe bích chịch hết trơn rồi. Trời nó qua. Qua đây chú ơi. Không có đầy bình nên thả hết cặp bánh lên rồi. Ý chết tiệt. Đây cũng nhà quá trời đẹp luôn. Chiếc đang vô. Ra đường mình nó khác. Cuối sân chào bà. Giờ mình chạy lên dòng lên 1979. Đường 1979 mọi người ạ. Trong đây thì cũng có nhiều nhà khủng khiếp hoành tráng lắm. Cũng đẹp đẹp không ạ. Nào cũng đẹp hết trơn á. Có căn biệt thự ngay góc này không biết bán được chưa. Đây căn biệt thự này nè mọi người. Căn biệt thự ngay góc bằng tiền không biết bán được chưa. Hôm trước treo bảng ngoài trước cửa nè, hình như bán được rồi. Nó chạy sâu vô trong. Ở khu bên này thì nhiều nhà lắm. Không biết quẹo đường nào nữa. Ở đây đa số nhà ngang 4 để mình dòng xuống dưới này. Dòng ngay dưới này thì nhà dưới đây cũng nhiều lắm. Dưới đây mở công ty là thoải mái luôn. Đường quá rộng luôn. Xe container chạy còn được. Mấy trong kia dãy nhà quá trời luôn mọi người. Nhà cửa ở đây quá trời phát triển luôn. Nhà bán hoặc cho thuê. Đường xá thì rộng rãi. Được chạy thẳng vô trong này nữa đi. Coi ở trong này là cái gì nha. Nhà có hai sư tử phía trước đẹp dữ. Chạy thẳng vô trong này. Nhà có cây bông giấy màu đỏ.
trong này là cái gì đây, chắc cái dòng ga quá không biết cái trong này. Thôi cho thẳng cái bên kia thử là sao. Mình quay lại đường 199 đi. Đường này thấy là khá là rộng rồi, không để mình vòng lên trên kia, vòng trên trên kia cái đường kia đó cũng nhiều nhà đẹp lắm. Ở đây thì khoảng 4 tỷ mấy căn cũng có, 5 tỷ mấy cũng có, 6 tỷ mấy cũng có, tùy mức độ. Nói chung mọi thứ nhà bè này phát triển rồi, đang phát triển quá mọi người ơi. Giờ chạy vòng ra vô hẻm này là mình nhớ, à đúng rồi, quẹo vô hẻm này là nhà trong này đẹp lắm. À, nhà trong này cũng nhiều lắm, mấy căn toàn là đẹp đẹp không à, có tiền cũng mua nữa mà cứ tiếc là không có tiền. Đây là số nhà đẹp đẹp không? Đây mọi người, quá trời đẹp luôn. Nói chung ở đây không có đẹp bằng mấy bên Omeli đúng không mọi người, chỗ khâu xe á. Đây còn miếng đất trống, đây còn ô trống, hai ô trống. Bên này cũng mấy căn mấy lô đẹp đẹp không. Thế giới đẹp là mây giả, quá trời dép luôn trời.
trời luôn, căn phòng đại diện dưới đây mỗi căn phòng là khỏi chê luôn. Ở đây có căn này đẹp lắm nè, căn ngay góc luôn. Vậy là hết đường 1979. Bây giờ mình sẽ vòng ra Huỳnh Hữu Phát lại mọi người ơi. Vòng ra Huỳnh Hữu Phát thì mình sẽ chạy ngược lên trên. Chạy ngược lên trên. Qua là Dương Cát Lợi. Đây có quán cà phê ở đây nổi tiếng ở dưới nhà bè lắm nè, cà phê chỗ này nè, cà phê Sân Vườn Suối Mơ cũng khá là nổi tiếng. Nước lên mọi người ơi, nước đang lên. Chạy xuống nước luôn thử coi sao. Mát xe. Ở đây thì mình quẹo vô trong đây là khoa Dương Cát Lợi. Đây khoa mọi người. Sáu Dương Cát Lợi cũng có nhiều căn ok lắm nè mọi người. Đó, căn đó quét luôn. Nhà đây đẹp không? Trong này thì cũng khá là ok, nhà cửa
trong hẻm 76 này thì chỉ có vậy thôi. Nhà cửa thì cũng cao cao mà. Dưới đây đa số là toàn là hẻm xe hơi có thể đi được. Hẻm này thì giá rẻ hơn chút xíu là khoảng 4 tỷ một cho một căn. Rẻ hơn thì mọi người thấy rồi đó, nó không có được đẹp hơn. Nó ở dạng vừa thôi, vừa túi tiền của mỗi người, rồi muốn như thế nào thì cái giá tiền như thế nấy, nhà như thế nào, túi tiền mình như thế nào. Đương nhiên thì sổ sách thì ok hết mọi người ơi, sổ hồng hoàn công đầy đủ. Bác sĩ tay mũi họng có chờ đâu. Thế là mình đã đi hết một vòng, đã quay về chỗ cũ, chỗ hồi nãy mà mình bắt đầu đây mọi người. Bây giờ mình sẽ vòng về quận 7 khoảng tiếng. Đây là chợ Phú Xuân. Chợ Phú Xuân bán đồ cá mắm, đồ tươi, hải sản, đồ tươi lắm. Buổi chiều á, đây dậy lên là cầu Phú Xuân mọi người. Bên đó là cái dự án chống ngập mọi người ạ. Dự án chống ngập mà chết ngưng hoạt động luôn rồi quá. Bây giờ mình sẽ vòng qua bên khu chợ lớn với khu công ích quận 4 để coi cái miếng đất ngang 7 và 20, để cho thuê với giá là 10 triệu, có thể kinh doanh mua bán, muốn làm gì làm, chủ mỗi tháng chỉ lấy 10 triệu thôi. Mỗi tháng lấy 10 triệu ký cho giấy tờ rồi ai muốn làm gì làm hết. Mình sẽ quẹo trái đường Phạm Hữu Lầu nha, quẹo trái đường Phạm Hữu Lầu. Phát triển mấy năm gần đây thôi mọi người, còn mấy năm về trước thì nó hơi vắng, nhưng mà tự nhiên 2-3 năm trở lại đây thì nó sung lắm. Chắc là do nhiều người người ta bạc về á, bạc về đây mấy cái vùng ven á, mấy vùng quận 7 Nhà Bè đồ á, thì dân cư bắt đầu sung lên. Hồi lúc xưa người ta ở trung tâm không à, giờ trung tâm nhà giá cao quá rồi phải dạt ra mấy cái vùng ven thôi mới có thể sống, chứ ở trung tâm không ở nổi thì biết sao giờ. Phố Phạm Hữu Lầu này thì thuộc là quận 7 nha mọi người. Ranh giới là cầu Phú Xuân. Giờ mình sẽ chạy đường trên này là đường Nguyễn Lương Bằng mọi người ạ. Giờ mình sẽ chạy qua bên đây, mình sẽ coi bên đây cái khu chợ lớn với khu gọi là khu dân cư chợ lớn với khu dân cư công ích quận 4.
quẹo đây đi. À, quẹo đây là khu này là khu Phú Mỹ. Đây thì 8-9 tỷ một căn mọi người. Đương nhiên là sẽ mắc hơn nhà bè rất là nhiều. Còn dự án mà mé bên Xanh Xanh bên phải là dự án của thằng ADC cũng đang